Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Sau những ngày mà nó nắng nóng tới mức độ mà như bỏ một cái quả trứng ở ngoài trời mà nó chín luôn á, thì bây giờ đã bắt đầu vào những cơn mưa đầu mùa. Trời, những cơn mưa mà giống như sướng cả người vậy đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào video mưa đầu mùa vào tháng 5, giá xe Exeter 150. Các bạn đang xem màu đỏ nhám nè. Đỏ nhám này sẽ có giá là 47 triệu đồng. Đây là màu đỏ zin ha, màu RC đó. Đỏ đen, đỏ nhám kết hợp với đen bóng. Rồi màu sắc thứ hai đó là màu trắng đỏ đen, thì màu này cũng sẽ có giá là 47 triệu đồng luôn. Màu RC luôn ha. Thì các bạn cũng đừng có bình luận dưới này á, mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn không cần phải bình luận à, ở Bình Dương nó bán rẻ hơn như thế này, mới coi kênh kia nó bán rẻ hơn như thế kia, ở tỉnh khác nó bán cao hơn bạn như thế này, nó bán đổi giá hơn bạn như thế kia. Không cần phải bình luận làm gì hết. Bởi vì mỗi khu vực nó sẽ có cái giá thành nó khác nhau theo thị trường ở khu vực đó. Và đôi khi ngay cả bản thân mình còn biết cả khu vực khác giá nó khác trước cả mấy bạn nữa cơ. Mình cũng có nhiều bạn bè làm trong ngành và cũng theo dõi nhiều kênh trên mạng mà. Nhưng mà giá thì niêm yết của công ty, mỗi khu vực nó cũng sẽ mỗi khác nhau, cho nên cũng không cần phải bình luận ở phía dưới làm gì. Các bạn cứ thấy chỗ nào ok thì chúng ta mua thôi. Và mình tự tin làm video bởi vì ở dưới mình vẫn bán được, và bán được cho nhiều khách hàng ở những tỉnh thành xung quanh nữa. Cho nên là mình vẫn tự tin mình làm video như bình thường, không ngại gì hết ha. Các bạn đang xem màu đen nhám, đây là màu RC thứ ba của ngày hôm nay. Đen nhám này cũng có sẽ có giá là 47 triệu đồng luôn, cũng đã bao gồm VAT rồi. Cái phanh đĩa của xe sẽ là phanh đĩa heo dòng một piston đó, mâm cầm đầu như thế này nè. Xe này sử dụng vỏ không ruột nha, 17 inch. Đây là đen nhám, sẽ có một ít màu đen bóng trên xe ha. Rồi màu sắc cuối cùng của phiên bản RC sẽ là màu xám đen cam. Xám đen cam này cũng sẽ có giá là 47 triệu đồng. Ê mà tính ra đó, bốn màu RC này nó ra mắt lâu dữ lắm rồi đúng không các bạn? Bạn nào nhớ nó ra mắt vào năm nào không ạ? Mình nhớ không lầm là năm 2020 á. Bây giờ là 2023 rồi đó, mà nó còn giữ bốn màu RC để tiếp tục sản xuất á. Tính ra những bạn mua xe mà vào cuối năm 2020 rồi đó, thì tới bây giờ những màu sắc của mấy bạn vẫn là những màu đang mới. chưa có bị thay đổi là màu mới rồi. Dung tích của cái bình xăng này khoảng 4 lít 2, 44 lít ngoài. Phiên bản 150 sẽ có một cái remote tìm xe ha, nhấn nó kêu tiếc tiếc chứ nó nháy đèn xi nhan á, còn cái cốp xe là không đựng được cái gì đâu. Cái tính năng tìm xe đó thì nó cũng nhiều bạn thấy cũng rất là thích ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn nó cũng sẽ có bốn màu sắc luôn. Bản giới hạn đầu tiên sẽ là màu xám đen. Chiếc này sẽ có tem màu đỏ cam và cặp mâm màu cam đỏ giống như màu tem. Giá thành cũng sẽ là 47 triệu đồng luôn. Và bên mình cũng có chương trình hỗ trợ trả góp nữa. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% với chị xe. Chuẩn bị giúp mình là chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái từ 18 tuổi trở lên là được ha. Còn nếu mà các bạn dưới 18 tuổi thì các bạn chỉ có thể đứng tên với hình thức mua tiền mặt thôi. Chiếc này thì mâm của nó màu đỏ cam như giống như màu tem. Cái đuôi thì đen bóng nha. Cái đầu nó màu xám nhưng mà cái đuôi nó màu đen bóng. Xe này như vậy nó phối gì đó. Vẫn còn công tắc đèn, có cái công tắc phụ màu đỏ đỏ này, nhấn là nó tắt máy liền luôn á. Rồi bên này có đèn passing nè, có xi nhan nè, cái kèn ở vị trí dưới cùng rất là thích cái vị trí đặt kèn của Yamaha lắm nha. Mặt đồng hồ điện tử chúng ta vẫn còn tắt được cái đèn là mọi người. Thân trong 55 chúng ta vẫn có công tắc đèn. Mấy chiếc xe mới bây giờ bỏ công tắc đèn hết trơn rồi, kiến xe hình chiếc lá như vậy. Jupiter cũng vậy, rồi chiếc MT cũng vậy, mấy chiếc xe Yamaha thể thao đa số đều sử dụng cái kiến này. Rồi màu sắc phiên bản giới hạn thứ hai đó là màu trắng ngọc trai. Trên giấy tờ sẽ ghi là trắng đen, vậy là chúng ta sẽ có hai màu trắng đúng không, một chiếc là trắng đỏ và một chiếc là màu trắng đen. Thì chiếc này là màu, phải nói đúng hơn là màu trắng ngọc trai đó, cũng có giá là 47 triệu, và nó sẽ có những cái đường tem màu tím rất là lạ. Từ rất là lâu rồi Yamaha không phối cái tem màu tím trên dòng 150 á, từ cái con hoàng hôn tới bây giờ. Trắng ngọc trai cũng là một trong những màu sắc mà Yamaha rất là ưa thích phối màu ha. Từ Genus nè, Grande nè, Latte nè, NVX nè, bây giờ sẽ có trên 150 và 155 luôn. Giống như là tất cả các dòng xe của Yamaha đều có màu sắc này. Chiếc này 117kg năm sản xuất 2023, 149,8, 150 phân khói. Và cân nặng của xe thì nó cũng trung bình từ đó tới giờ. Xe này 5 số nha,
số 1 càng. Bạn nào thích cần số 2 càng bên mình cũng có gắn luôn, có phụ kiện luôn, trăm mấy chục ngàn quên mất tiêu. Nói chung là cũng có gắn. Và nếu mà bạn nào có nhu cầu gắn cái dài trắng bùng con thì bên mình cũng có luôn. Cái dài nó sẽ dài hơn để nó hạn chế gian sinh bùng. Tính ra là 4 màu RC á, là nó không thay đổi, nhưng mà 4 màu giới hạn là nó vừa thay đổi hồi năm rồi ha. Những màu giới hạn cũ là ngừng sản xuất hết trơn, người ta xanh khủng long, xanh rêu đã ngừng sản xuất hết rồi. Động cơ xe là 4 thì, 4 van SOHC và làm mát bằng dung dịch. Cái công suất tối đa của nó là khoảng 15,4 mã lực, 11,3 kW tại 8.500 vòng trên phút. Mô men sáng cực đại là 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Chiếc xe này vẫn còn đang bán được là do cái kiểu dáng của nó, chứ không phải do tính năng. Tính năng của nó sẽ thua 155 rất là nhiều, nhưng mà do kiểu dáng vẫn còn được ưa chuộng do cái phần thiết kế bên ngoài thôi. Nên là bên các đại lý Yamaha vẫn bán được là do cái kiểu dáng của 150. Rồi các bạn đang xem màu phiên bản giới hạn thứ 3, đó là màu xám ánh xanh đen. Chiếc này sẽ có một cái bộ tem mà Hoàng rất là thích, đó là tem màu xanh đột chuối hay xanh dạ quang gì đó, nhưng mà đường viền thôi chứ không có bự nha. Nó chỉ là những cái đường kẻ sọc dài như thế, nhưng mà nó có một cái sự logic từ ở phía trên thân xe cho đến cái viền mâm luôn, rất là đẹp. Còn nguyên con tổng thể sẽ là màu xám ánh xanh như vậy, 47 triệu ha. Bên mình cũng có chương trình thu xe cũ tới xe mới luôn á. Bạn nào có xe ở nhà không sử dụng cứ đem đến đại lý bên mình, cái nhân viên kiểm tra xe báo giá cho các bạn. Cái xi nhan sau thì nó sẽ lồi sang hai bên như thế, kiểu đó về Yamaha. Còn cái dè sau thì bạn nào thích cái dè FZ Sonic gì đó thì bên mình cũng có một cái dè thẳng nhỏ nhỏ để làm gọn xe lại. Nếu mà bạn nào chưa xem cái video mà riêng về màu xanh ghi bi thì nãy giờ các bạn thấy màu xanh ghi bi, mấy bạn cũng thắc mắc không biết cái là chiếc gì đúng không, thì trước khi đến với video màu xanh ghi bi thì các bạn xem màu phiên bản giới hạn cuối cùng của ngày hôm nay, đó là màu xanh đen ha. Thì chiếc này nó thay thế cho xanh khủng long cũ đó. Cái viền mâm của nó sẽ là màu đỏ xanh như thế này. Cái màu sắc của xe sẽ là màu xanh chủ đạo và tem màu đỏ. Nói chung cái con này thì nó cũng sẽ hơi kỳ. Nếu mà bạn nào thích màu xanh và màu đỏ hoặc là màu xanh chủ đạo thì các bạn có thể đi mua con này. Nhưng mà những người họ tin phong thủy á, vừa mệnh thủy mà vừa mệnh quả nữa, thì không biết có nên mua hay không khi mà hai màu nó đối nghịch trên cả một chiếc xe đều có. Rồi giờ sẽ chuyển sang xanh GB cho các bạn xem con này trước. Là tại sao? Tại vì chiếc xanh GB này đã ngừng sản xuất lâu rồi. Nó ngừng vào cuối 2020 hay gì rồi đó, nó ngừng sản xuất lâu rồi, cho nên là bên mình up lại cái dạng áo, sơn lại dạng áo, up lại cái bộ tem zin từ hãng. Và up là up trên con nào? Up trên cái con màu xanh đen các bạn vừa xem đó. Cho nên là mình sẽ quay cái màu xanh đen đó cho mấy bạn xem, để cho mấy bạn biết là bên mình up lên cái con này là nó cũng phù hợp với giấy tờ. Các bạn nhìn cái viền mâm này thì viền đỏ không? Mấy câu hồi thắc mắc tại sao chiếc này xanh mà cái viền đỏ. Cái viền mâm đó chỉ là tem đó, các bạn tháo ra được. Còn tem con này là tem zin nè, tem màu bạc nè. Nguyên con xe thì sẽ sơn lại dàn áo màu xanh GB. Bạn cũng đừng có hỏi là còn cái dàn áo cũ ở đâu, có trả lại không? Thì cái dàn áo cũ trên xe không này chưa đâu. Cái dàn áo gốc là trên xe luôn thì sơn lại màu xanh GB, còn tem là tem của hãng. Rồi có làm lại cái xi nhan, có gắn một ít phụ kiện Bagatistan đồ các thứ. Thì nguyên con này sẽ có giá là 52.500.000 đồng. Thì giá nó sẽ cao hơn là do màu sơn này, rồi do mà tem này, rồi do phụ kiện này, cho nên giá thành nó sẽ cao hơn ở cái con xanh GB này. Bạn nào thích màu sắc này thì cũng có thể liên hệ đặt cọc trước để đề phòng trường hợp nó hết xe. Do màu đỏ cho nên là số lượng xe nó cũng không có nhiều đâu. Rồi màu sắc thứ hai của màu đỏ cũng là màu sắc cuối cùng của ngày hôm nay luôn, đó là màu này gọi là gì, màu titan hả, xanh ánh tím, tím ánh xanh gì ha. Đó thì có màu đỏ bóng nữa mà bên mình mới bán rồi. Bạn nào thích đỏ bóng thì đặt cọc nha. Đỏ bóng là sơn lại á thì đặt cọc, thì chiếc này cũng sơn lại nè, thì giá thành cũng tương đương với màu xanh GB đó. Tem này cũng tem sơn luôn đó, màu y chang màu ba ga luôn ha, đẹp ghê chứ. Địa chỉ cửa hàng, tên cửa hàng, số điện thoại liên hệ, vị trí Google, toàn bộ mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Mình sẽ không chèn lên cho màn hình đâu, các bạn cứ xem phần mô tả cho nó dễ. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.